mấy phút nữa thôi, sự kiện công chiếu bộ phim sẽ được bắt đầu. Mời quý vị và các bạn nhanh chóng ổn định tại khu vực sân khấu để chương trình được diễn ra trong ít phút tới đây. Xin chân thành cảm ơn. Và kính thưa tất cả quý vị,
ngay sau đây, sự kiện công chiếu phim điện ảnh Chiến Đoàn xin phép được bắt đầu. Và tiếp theo, hãy cùng chờ đón sự xuất hiện của diễn viên Đức Châu. Sự kiện của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời anh một lời chào, một lời cảm ơn đến với tất cả mọi người nào. Đầu tiên Thắng xin chào và cảm ơn mọi người đã đến đây ủng hộ bộ phim Chiến Đoàn. Đây là lần đầu tiên Thắng làm một bộ phim mà có cái tên nó hơi cục xúc như vậy, nhưng mà nó là một bộ phim rất là quyết liệt và đã. Một thể loại mà lần đầu tiên Thắng được làm, cho nên cảm giác nó giống như được làm phim lần đầu vậy. Thì với cái kinh nghiệm đó thì mình cảm thấy tới giờ phút này nếu bộ phim nó có còn hơi gặp gần chỗ nào nữa thì mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc và biết ơn tất cả những gì đang xảy ra và với cả nhà, vì cả nhà phim Chiến Đoàn đã làm hết sức mình với những gì mà tụi mình có, cho nên hy vọng là bộ phim chúng ta cũng sẽ có được một vài scene mà quý vị sẽ enjoy buổi tối hôm nay. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Thắng Phụ, con chị Emily Lê. Cảm ơn chị cũng sẽ có đôi lời gửi đến tất cả mọi người ạ. Đại diện của đội ngũ chúng tôi của phim này thì mình muốn nói là tác phẩm ấy không phải là thuộc về bất cứ một cá nhân nào, và đối với chúng tôi là toàn bộ ekip, những diễn viên tuyệt vời của chúng ta ở đây, đạo diễn và những ekip đã cống hiến rất là nhiều phía sau ống kính, mình cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà tài trợ và những người đồng hành cùng dự án. Xin phép được gửi lời các đối tác nước ngoài. Good evening, our friends and partners. It's a tremendous honor to extend my heartfelt thanks on behalf of my team to all of you who have assisted provide amazing support to our movie. I would have not been able to accomplish this without your trust and encouragement. Sincerely, I hope you enjoy the movie. And 안녕하세요, 함께 진출 수업기 바랍니다. 다시 한번 진심으로 감사드립니다. Dạ, xin được cảm ơn những lời chia sẻ vừa rồi, những lời